Ờ bà, đó, đi kiếm ai? tôi là người Việt mà, lính Mỹ đâu đây? Mỹ về nó mau à. Vô bịa bà ăn câu có bóp cổ được cát ra luôn á nè. Mình chào quý vị và tất cả các bạn quay trở lại video mới của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại rừng tràm Bổ Quan. Thì cách này mấy hôm mình có đến đây mình ghi hình và mình giúp được một vong lính Hàn Quốc các bạn làm cho Mỹ. Thì mình cảm thấy ở đây là còn hai vong ông lính người Mỹ luôn cả nhà. Hôm nay giờ này mình đến đây trời cũng gần đứng bóng các bạn. Mục đích của mình là để tìm hai vong hồn ông lính còn lại cũng như là hai ông á. Thì tập vừa rồi mình đi cùng với vợ của mình, là vợ mình cầu quỷ sư tổ mặt trắng cũng như là ông đến đây, và ông đã đưa vong kia đi rồi các bạn, đi về núi. Về chùa thì họ không chịu. Họ nói là họ chỉ muốn về núi thôi, tại vì họ không có nói chuyện được. Vợ mình nói chuyện với họ là họ không có nghe cái vụ mà chùa. Giờ này mình đến tới đây là gần 12 giờ trưa luôn á. Trời rất là oi bức, rất là nóng luôn. Mình tính di chuyển vào cái đường này nhưng mà nước không các bạn, để mình tiến hành qua phía bên kia để tìm đường đi. Đó, cả nhà có nghe cái tiếng ai nói chuyện không ta? Mình nghe đâu mình nói các bạn, mình nói đó. Wow. Ồ, cái mắng cầu này mình tính đâu nó già nó chín các bạn, nhưng mà nó non nó rớt. Mấy trái non á, từ bệnh bú cũng được nữa. Ai mà có bệnh bú mà loại bú hiền á, mình nướng nóng lên bắt đầu mình tha vào, lăn vào cái cục bú á. Đây nè, trái non giống như mấy trái này các bạn. Trái nhỏ vậy ha. Gì trời? Bạn cậu đâu mà rớt ra vậy? Trong này có ai không? Ôi cha, cây gùa các bạn ơi. Thường thường là cây gùa vong ngữ rất là nhiều á. Đường nào qua bển trời.
miếng vàng này mới ghê. Mình thấy là sao nó có một bóng các bạn. Bởi vậy mình vô tới trong này cảm giác nó rợn rợn người các bạn ơi. Kiến dạng lạ thiệt. Cắn chỗ nào nó cắn chỗ, cắn hoài luôn. Đó có một bóng đang đứng ở nhà thấy không? Hello, chào ông Linh. Mình nam hay nữ mà đứng trong đó vậy? Để mình vào mình xem cái này ma hay là người các bạn. Mình hỏi hoài mình không có nghe họ nói chuyện trả lời. Ai đứng đó vậy? Làm gì đuổi ông Linh? Tôi tự giới thiệu, tôi là người đi giúp vong. Vong Linh nam hay nữ? Mất từ lúc nào? Nói nghe nè, cho tôi vào đi rồi tôi hỏi thăm, tôi giúp cho. Muốn ăn uống gì không? Nam hay nữ? Nữ hả? Đến đây lâu chưa? Lâu rồi hả? Sao mấy lần trước tôi đến đây không gặp vong? Bà lớn tuổi chưa? Lớn là nhiêu? Bảy chục tuổi hả? Bà đến đây bà làm gì? Đến đây làm gì? Dạ đi hỏi nhiều quá vậy. Trời ơi, biết có chuyện với mày á, về với mày. Vậy bà nói chuyện được. Mỹ đâu đây bà? Tôi là người Việt mà, lính Mỹ đâu đây? Mỹ về đó không à? Vô địa bàn câu có bớt khổ một cát ngay luôn á nè. Trời ơi,
Tại bóp cỏ nó mới ghê. Bây giờ nó cao. Mỏ bà ở đâu? Mỏ bà ở đâu mà hỏi một cái. Hỏi cho biết vậy đó. Không xử là sao? Bà đến đây bà tìm ai? Bà đến lâu chưa? Đâu rồi nó khỏi sao? Đẹp, nói chung là bà đi vô đi rồi tôi vô tôi hỏi thăm bà một xíu thôi. Muốn giúp gì thì tôi giúp. Không, sao mình vô quá nè, vì có một cô cổ của sao mà ông bẻ khổ này á. Ừ. Trời ơi. Ôi, con bẻ khổ này quá. Bẻ khổ này quá. Bẻ một ngày mũi dữ vậy trời. Dễ gì. Mình giúp Vong đem bánh nước vô cho bà. Cho vong linh ở đây hưởng, mà gặp bà muốn hưởng thì tôi cho bà hưởng. Bà không hưởng thôi. Tôi tìm ông khác. Bà ở đâu ta? Tụi mối này mới đóng các bạn. Mà này mát cái gì trời? Bà có mát không vậy? 12 chưa bà ngồi bà ca nhìn nghe nổ cục quá vậy? Con bà đâu đây? Nhốt cây, kinh khủng chứ. Con mà đâu? Bắt con bà để làm gì? Con bà đâu? Bà nói con bà ngủ các bạn mà mình không thấy. Không lẽ bữa nay vào khu rừng này lúc 12 giờ trưa gặp quỷ ru con ta? Đâu con mà đâu? Thấy con gì đâu? Con sao con ngủ mà đi về? Người làm con đâu thức rồi con bắt mày á. Cào lao quá, thấy cái đứa con rồi đâu? Mày cứ lấy em về, có mày về không em về. Vô đây á, để tìm hai ông lính. Ở đây là ba ông lính lận mà sư tổ giúp hết một vong, cũng như là tôi đã giúp một vong rồi, còn hai ông trong này nè. Để tìm hai ông lính đột kích ngày xưa. Tìm hai ông lính đó làm cái gì? Để giúp cho người ta chứ làm gì? Giúp đi đâu? Giúp về núi về non để tu tập chứ ở đây làm chi? Bà là gì đây mà phải xin bà? Có là chủ dữ đây à. Hàng gì qua ai cho gợt thấy bắt hết một ông rồi. Tào lao không? Rồi đó là lính nó bắt em về đó. Thôi không có đâu, bà là gì chứ quỷ bị man hay gì. Xưa bà bị gì mất mà bà man nó gì? Tao bị chồng giết. Nhà bà ở đâu? Nhà cao ở đâu mà hỏi một kia vậy? Chồng giết thì mình đến ngay chỗ mà chồng mình giết á, mình tìm chồng mình lại đây làm chi? Tao làm chồng cao ở đây à, chồng cao ở đây dính á, bị chết cao trong đây cao tìm hoài mà cao không thấy á mà. Dạ hả? Chồng bà tính gì? Chồng nó bên trong. Bà tên gì? Cao hả? Ừ. Bà con Duyên. Duyên hả? Ừ.
Tên tên riêng, riêng. Riêng. Riêng hả? Tên riêng. Liên hả? Ừ. À. Cho tôi mà mày nói hoài cũng không được của mày. À. Rồi bà nói ở đây có ba ông, phải chồng bà không? Không có một ông chồng cao á. Hai ông kia không phải, hai ông kia là bạn thôi. À. Hai ông kia hồi xưa làm gì với chồng bà? Làm lính Mỹ. Lính Mỹ mà làm gì mới được? Làm nhiệm vụ ở dưới đất hay là ở đâu hay là làm gì? Làm ở dưới đất á. Lính đất mà làm gì? Làm đặc công á, mày biết không? À, lính đặc công á hả? Ừ. Mà mày hỏi làm chi nhiều vậy, mày đi về con có ngủ. Cúc có bắt mày, có bóp cổ rồi con ngoài luôn bây giờ á. Bà tào lao quá. Con bà đâu tôi không thấy. Con không ngủ mà mày không thấy hả mày? Đâu, mà đưa mày con vào tôi xem đi. Con cao mà nó đang ngủ, ẩm nó khóc rồi sao vậy? Ừ. Bà ở đây lâu chưa? Lâu quá rồi, lâu lắm rồi. Lâu là được mấy tháng, mấy năm rồi? Lâu quá rồi, cả trăm năm rồi á. Sao ba ông lính Mỹ mà trong đó có ông chồng bà, rồi hiện giờ chồng bà đâu? Không có đâu, bộ qua ngay còn ở câu kiếm rồi sao con không thấy ai hết trơn á, biết đi đâu nữa. Người ta về núi về non hết rồi, ai ở đây làm chi? Ai đâu mà em không về núi, không ai với tao, bắt không về núi rồi em về. Có ông bự á, ông đến đây ông bắt có một ông về núi rồi. Ông bự nào à? Ông bắt ông không thèm hát tao gì hết kìa trời. Địa bàn của tao à. Trời ơi. Ông đó có liên quan đến bà như thế nào mà phải xin phép bà? Ông là cái gì mà ông lại đây ông bắt người của tao đi mà ông không thèm hát tao. Cổ mày cổ câu ngữ mà. Vậy hả? Mà mày đi đâu mà mày đi, mày hỏi nhiều quá, hỏi mày nãy rồi, mày không nói gì vậy? Mày hỏi hoài quá, kêu mày về hay mày không về? Trời ơi! Vô đã tìm hai ông lính còn hai ông nữa. Tìm hai ông đó mẹ em muốn đi đâu? Không phải tôi tìm cô đâu. Vô đây cho ổng ăn uống rồi phiên ổng đưa ổng đi về núi về non chứ ở đây làm chi? Bà nói ngày xưa bà bị chồng bà giết hả? Ừ. Năm mấy? Em biết đâu mà năm 1960 á. Vậy hả? Ừ. Hồi nãy bà nói bà nhiêu tuổi rồi tôi không nhớ ta. Nghe tiếng của bà ngọng ngọng nghe khó. Nói sao quá hả? Ừ. Có một bảy mấy tuổi rồi. Vậy là bảy mấy tuổi, xưa có chồng con gì không? Có chồng, chồng mới giết á mày. Lý do gì giết? Chồng tao ghen. Ghen hả? Ừ. Bà làm gì mà chồng bà ghen? Vừa đâu buôn bán nè. Rồi cứ bán con mấy thằng lính á. Cái đó lại nó mua, cái đó chọc chọc tao, cái ổng ghen. Quen với mấy thằng đó. Ừ. Ông cười. Mà xưa bà có ở với ông lính nào không mà chồng bà ghen? Chắc có mới họ mới ghen. Phải không? Xưa tao có quen cái ông kia. Ông kia là ông gì? Thì ông tên Kim Long Quân. Ông là lính, ông là lính hàng á mày, nhưng mà ông làm con Mỹ á. Phải không? Ừ. Vậy là ngày xưa bà có quen ông lính Hàn Quốc đó hả? Có, xưa tao đẹp gái lắm mày. Phải không? Ừ. Rồi chồng của bà là hồi nãy bà nói tên Trung hả? Ừ. Cái ông Trung đó ông còn sống hay chết? Chết queo rồi. Vậy hả? Ừ. Rồi bà ở đây bà giữ ba ông lính ở đây lại làm gì? Giữ ông ba
hồi mấy ổng tay lại ra bắt mấy ổng đi, mấy giữ ổng nhiều người đến Mỹ rồi bắt ổng á, thôi bắt ổng đi luôn á, để giữ ổng. Ai bắt ổng làm gì? Ai biết được, bắt ổng đi luôn sao? Bắt làm về tốn nhang tốn cơm nồi cúng làm gì? Đã đưa lên núi cho tu tập tâm sớm tịnh là chưa ở đây làm gì? Ở đây chơi với tao vậy, đi phép mày ra chơi với ai? Xưa bà bán quán đâu? Quán bên kia. Quán bên kia quán con bán âm bán Mỹ á. Xưa bà bán quán cho người Việt uống và người Mỹ uống hay là sao? Chưa bán những thứ gì? Bán cà rá nè. Ừ. Bán gì nữa? Bán cà phê, tức tức và bán bánh đồ nữa. Xưa có bánh hả ta? Hồi xưa có bán bánh đường, tết rồi quá. Thầy có biết ăn bánh đó không? Biết chứ, bánh dừa, bánh tét thì nó có mấy trăm năm về trước mà. Hồi xưa có bán bánh đó, chứ có bán cà rá. Rồi bà có bán thêm bia gì không? Cọp á mày, mày biết không? Mày biết bia con cọp á. Ừ. Bia cọp á hả? Ừ. Chồng bà ghen bà cũng như là chồng bà nghĩ kiểu như bà ở với ông lính Tây hả? Ông lính Mỹ hả? Ừ, chồng cao ghen á, cao cặp của thằng lính Mỹ cao. Rồi bà cặp, rồi bà có cặp thật không? Tao cứ ở chút chút thôi chứ đâu có cặp đâu. Ghê. Yeah. Rồi bà ở với ông lính nó có con không? Có con thôi, tao có con nó phát hiện nó mới giết câu á. Vậy là hai mẹ con đều đứt, thành ra tôi nghe bà nãy giờ ru con á hả? Ừ. Giết hai mẹ con câu luôn á. Rồi giờ ông đi, nói chung là bà đi kiếm cái ông lính Mỹ để làm gì cái ông mà ngày xưa bà đã từng quen á? Kiếm ổng là cao phương tiền vô, về tao nuôi con cao. Vậy hả? Ừ. Vậy là ngày xưa bà cũng thấy ổng có tiền bà mới quen với ổng chứ gì? Ừ. Ừ, xưa lính Hàn Quốc người ta lãnh lương của Mỹ mà tiền nhiều lắm. Hồi xưa thằng chồng cao á, nó đi làm ruộng đâu có tiền đâu, làm ruộng bị con cho lấy hết, đâu có tiền nhiều đâu. Phải gặp bằng lính Mỹ nó mới có tiền á. Sao bà không ly dị với chồng bà ở với ông lính Mỹ đi rồi bà phải lén lút với chồng bà làm chi mà để chồng bà ghen tuông để hại đời bà mất. Mày xưa cao phương chồng cao mà mày. Tao bán lính Mỹ tại vì nó có tiền thôi, có tao có thương nó đâu. Vậy hả? Rồi chồng bà bị gì mất luôn? Chồng cao á, giết cao xong á, mấy thằng lính Mỹ lại thấy bắn nó có luôn. À, bắn nhánh luôn hả? Ừ. Rồi mấy ngày bà không gặp mấy ông lính đó? Mấy ngày có chừng rồi ai cho không gặp đâu. Con mới ẩm con đâu đi bên kia kê về nè. Thì con bà đâu? Con tao ngủ mà. Mày hỏi hoài vậy. Con tao đang ngủ mày nói chuyện ở ngõ mày nói nhớ con tao quá hết quánh bao giết mày á. Thôi mày không đi về, mày ngủ hoài mày. Ngồi đây để tìm hai ông lính kia mà, còn hai ông mà. Mày đi về đi. Để tìm hai ông lính đặc công. Tìm ông làm cái gì? Mày đi về, tao đi kêu bạn tao quá, đi con quỷ kia ở bẻ khổ mày. Ở đây làm gì có quỷ, có mình bà có quỷ thôi chứ hai ông kia hiền khô mà. Hai em kia biết nhảy biết múa rồi nữa. Mày không ơi về tao chứ quỷ bạn tao lại á, bẻ khổ mày luôn á. Thì ok các bạn. Bà đó bà nói bà đi vào phía bên kia để bà tìm vong để ăn hiếp mình, không biết bên kia có vong nào hay không.
Hồi nãy mới thấy bà đó, bà đi qua đây mà ta. Cái bà ngày xưa ở với ông lính Mỹ ơi, bà đâu rồi? Ôi cha, nước đây chuyển màu nhìn thấy rất là đẹp các bạn, màu vàng. Bà ngồi bên đó các bạn. Đây có ong ta. Trời ơi, cái bến của mấy ông lính đặc công lên tới lắng do luôn các bạn. Tôi mới thấy bà bên đây, bây giờ bà mới biến vào bệnh hả? Nó nói chuyện chồng bà hả? À, nghe bà nói chuyện dễ thương quá, muốn tìm bà nè. Bà muốn giúp gì tôi giúp giùm cho. Bà có muốn giúp đỡ gì không? Có giúp cái gì nó mới giúp được chứ. Nghe bà nói chuyện nổ cục quá, nãy giờ có ông nào đâu mà bà nói chuyện giống như có ai, có bông hồn nào vậy? Chồng bà đâu? Chồng con người ơi, mày không thấy lại. Chồng bà đâu? Nào. Không có mùa cớ bên cao à. Ông muốn ông biết không? Bà này bị thất tình mát. Ông biết ông đó không? Biết hả? Đồng cao á, sao có biết mày đâu. Mà mày vậy ai? Cái gì? Đồng cao á, đồng cao có biết mày đâu, mày đi đâu? Chồng bà không biết tôi hả? Anh có biết ổng không? Không biết hả? Chồng con có biết mày. Bà ngày xưa bà yêu ông lính người Hàn Quốc quá nặng rồi, bây giờ bà đã mất thành quỷ thành ma rồi, bây giờ còn yêu đương chi nữa bà ơi. Bà bị bệnh thần kinh rồi. Có hiểu không? Ngày xưa mình ở với người chồng của mình làm ruộng làm nương là được rồi, tự cái lấy ông lính Mỹ làm chi vậy? Rồi giờ mất xong đi tìm anh ta làm chi? Dạ tao mới biết chồng đâu đi đâu mà mày ơi. Rồi bây giờ chồng trước của bà cũng mất, người ta hại bà bằng cách gì? Chồng tao mới biết tao, không biết thằng ấy mày bắn nó bây giờ, hết biết nó đi đâu rồi mày ơi. Dạ hả? Nghe bà này mới khóc ngổ cục quá. Mày ghim chồng tao, ghim tao với. Tìm chồng bà hả? Chồng bà ở đâu mà tìm? Chồng bà cao hay lụng hay là tướng bự, người Việt hay là người Mỹ? Người Hàn Quốc hả?
Màu cao là người Hàn Quốc á hả? Không đâu mà biết. Thằng Hàn Quốc mới biết chồng tao á. Hàn Quốc còn không? Nó chết luôn rồi, đâu rồi. Bởi vì tao mới lại đây kiếm thằng Hàn Quốc không tiền nè. Tính tiền gì? Tiền Hàn Quốc hay tiền đô la Mỹ? Không, tiền đô về cho nuôi con tao. Con của bà ở với nó hả? Tôi cho bà tiền Việt nè, bà lấy không? Mình có bao tiền nhiều không? Nhiều. Nhiều, con mới đủ tiền cho nuôi con tao. Ừ. Mình kiếm chồng tao giúp tao được không? Kiếm được, nhưng mà bà phải nói cho tôi biết là rõ ràng ngày xưa bà ở với ông lính người đại hàng. Rồi là năm đó là năm mấy mới được, để tôi biết tôi mới giúp. Tao ở thằng hàng năm 63. 63 hả? 63 lúc đó Việt Nam Cộng Hòa cho ta. Lúc đó là còn Việt Nam Cộng Hòa. Rồi chồng bà nó giết bà rồi nó bị ông kia bắn chết luôn hả? Bắn chết rồi không biết em xác đi đâu, con kiếm hoài mà con không thấy. Rồi còn hai ông bây giờ ở đâu, bà giấu đâu, bà đưa đi, nãy nghe bà nói chuyện với chồng bà mà. Với nào kêu lên đi với Dũng hả? Ừ, kêu hoài mà không lên, kêu lên đừng có kêu tiền, kêu hoài không lên. Vậy hả? Ờ, ở đây còn hai ông lính người Mỹ thì lên đi coi. Lên nhìn cái bà này có phải vợ của hai ông không? Ở đâu ta? Trái gì gớt còn tùng nó Dũng không biết. Bà này bà ẩn mất tiêu các bạn ơi. Để mình di chuyển qua bên đây mình xem ở dưới cái ao này còn sót ông lính đặc công nào không, tại vì những tập trước mình đến đây cũng mấy lần mình phát hiện là từng tập là màu dạng mỗi ông lính đặc công của người Mỹ rất là khác nhau cả nhà. Vô phía trong rừng mít rất là mát các bạn. Gì vậy? Nó nói trời. Wow. Có tổ ong rớt trà bá lửa luôn. Ong mật các bạn. Giấu cái sức nè. Mới nghe gì mà lụm cụm dưới trời đó, cả nhà thấy nước động không? Động tới đằng kia luôn nữa. Wow. Ở đây có mít đang cho trái cả nhà. Mít này nếu mà không lấy cái bọc túm vô cũng rụng hết.
Đâu? Đó. Nếu đồng đại mình nói các bạn. À, nếu mà hai ông lính còn đây á, thì hai ông lên đi. Và cho bà kia bà xem mặt. Không biết ông nào là chồng của bà ha. Hôm nay tôi vào đây tôi phát hiện bà đó bà tìm hai ông á mà không biết ông nào ha. Ôi. Đây có cầu rất là lý tưởng vậy ta. Nhúng thử các bạn. Wow. Mít này không biết có già hay chưa ta. Mình đi gò thử thôi nha cả nhà, chứ mình không có hái ha. Cắt già. Nó. Gì vậy? Ở đây là ở trong lùm mà tại sao nghe cái tiếng son nồi khua ta. Rồi có tiếng giống như cá nó lội các bạn. Ghê gớm vậy. Cả nhà nghe không? Giống như ai đang nấu cơm các bạn, nhưng mà ở đây mình cảm thấy đâu có nhà ai đâu. Không lẽ bà Vông hồi nãy bà nấu cơm trời. Đó. Cả nhà nghe không? Chim cụ đây cơ. Rất là dạng mới ghê. Giờ mình đường vòng ở đây coi xem có gặp hai ông lính không. Bà nãy thì bà nhờ mình tìm hai ông lính. Chồng bà bóng tìm, bà tìm hai lính chi chứ. Hai lính ngày xưa bà bán quán đó các bạn. Có một ông ở với bà có con. Nó. Dữ vậy. Chó sủa. Chó điên. Ở đâu giữa rừng mà có nhà ai đâu mà nó sủa trời. Rồi. Trời chuẩn bị mưa luôn cả nhà ơi. Sao xui dữ vậy. Tới thui luôn. Có thấy ông nào đâu. Bển có một cái con quả hay là đại bàng đen vậy trời. Đại bàng đen các bạn ơi. Đó.
con người cung kiến quá trời luôn. Bởi vì mình nói rồi, ở đây linh lắm. Rồi, không thấy ai hết. Ôi ghê quá. Tìm phải không thấy mà nghe tiếng giống như ma quỷ trộn mình các bạn. Còn bà Bông, hồi nãy bà có nói bà muốn tìm chồng, tìm con gì đó. Bà hãy ra đi. Rồi tôi mời bà hưởng bánh trái và nước và nhang đèn ha. Rồi tôi sẽ đưa ra một cái cách nào tốt nhất để hôm khác tôi đến đây tôi tìm hộ bà ha. Bà ta bây giờ mình cảm thấy không còn xuất hiện ở đây cả nhà. Thì hồi nãy ở dưới ao, phía bên kia là mình nghe cái tiếng nước ở dưới ao rất là nhiều, rất là mạnh luôn. Nhưng mà mình đi tìm hoài không thấy các bạn. Nếu mình gặp hai ông lính Mỹ thì mình hay là gặp ông nào cũng được, mình sẽ cầu cô ghe. Chứ bây giờ mình cảm thấy không gặp ông nào hết. Rồi sao mà cầu ta? Cái khu rừng tràm này rất là to lớn các bạn. Mình đi nãy giờ cảm thấy rất là mỏi chân á. Nhưng mà để cố gắng để tìm giúp cái bà Bông đó các bạn. Đó. Cả nhà có nghe cái tiếng gì bên đó không ta? Bên đây nè. Mà ở đây á, mình phát hiện có một cái con động vật nó bị bốc mùi các bạn. Không biết con gì. Nhưng mà theo mình suy nghĩ nó ở trong cái cục lùm này các bạn.